có những lúc bạn đã làm tốt rồi nhưng mà bạn kiểu như răng xé rồi là dần vật bạn rồi, nhưng mà vẫn quằn quại như này, thì chính bởi vì bạn quá quằn quại và quá dần vật bạn cho nên bạn lại quay lại cái con người cũ của bạn. Bạn quên đi rằng cái con người mới của bạn nó đang được lớn lên rồi, và bạn đã nuôi cái hạt mầm nó nhú lên rồi, nhưng bạn nghĩ là mãi không thành cái quả đúng không, là bạn đập một phát thế là ok, nghe nó hơi dã man. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về một thói quen sẽ giúp bạn có thể tiếp tục củng cố cái thói quen mới, không trì hoãn nữa mà hành động, vì nó đủ quan trọng. Hành động vì bạn đã biết là bạn cần làm gì và làm thế nào để bạn có thể nuôi dưỡng và tức là khiến nó lâu bền, chứ không chỉ là 1-2 ngày hay là 1-2 tuần. Đó chính là một cái thói quen mình gọi đó là positive reinforcement, tức là một cái thuật ngữ được dùng để nói về cái sự củng cố, sự tích cực. Bạn có bao giờ từng trải qua một cái cảm giác như này? Rõ ràng là bạn có sự cố gắng, rõ ràng là bạn đã bắt đầu thay đổi, nhưng mà bạn thấy là kết quả nó chưa đến. Bạn bắt đầu đi chạy để có thể là bạn thấy khỏe mạnh hơn, nhưng mà bạn thấy cơ thể của bạn nó vẫn như vậy, nó cũng chưa giảm cân chẳng hạn. Nếu mà bạn trong trường hợp là bạn muốn trở nên nhìn trông nó khỏe mạnh và nó rắn chắc hơn, sau khoảng độ 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần bạn thấy nó vẫn chưa có những cái chuyển biến, thế là bạn nghĩ là tại sao chúng ta phải làm cái việc này. Hoặc là bạn bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình, bạn bắt đầu đi đến những cái cộng đồng gọi là khởi nghiệp, bạn bắt đầu gặp những cái người doanh nhân, nhưng mà sau đấy bạn cảm thấy ô không biết là mình bắt đầu từ đâu và mình bắt đầu sao nó vẫn chưa ra cái gì. Hoặc là bạn bắt đầu một cái nghề nghiệp mới của mình, sau khoảng 1 năm, ôi sao mình vẫn chưa bán được hàng, sao mình vẫn chưa bán được sách. Ok, mình có nhớ là lúc mình chuyển nghề đúng không, mình cứ nhìn ông thầy của mình là 20 năm, ông này ông có 5 triệu gọi là học viên hàng năm đúng không, mình hoặc là xem video, thì mình ôi sao mình vẫn chưa bán được sách nhỉ, ôi sao mình vẫn chưa có người xem video nhỉ. Thế là mình bắt đầu cảm thấy là trầm cảm, mình muốn đi vào trầm cảm, nghĩa là mình đã bỏ công việc cũ mà để sang cái nghề nghiệp mới mà nó lại chẳng có kết quả gì. Thế là mình bắt đầu mình trầm cảm nhiều tuần đúng không, và lúc đấy thì mình được một sự quan tâm của một người lạ để nhường chỗ, thì mình đã bắt đầu tỉnh lại và biết là ô mình đã đi được một quãng đường rồi đấy, mình ít nhất đã biết được mình đang muốn làm gì, mình ít nhất đã viết được sách, mình ít nhất đã làm được một cái video đầu tiên hoặc là nhiều video đầu tiên, và mình đã bắt đầu. Và mình bắt đầu bao nhiêu lâu? 2 tháng, 25, ông thầy mình bắt đầu 20 năm đúng không? Thế là bắt đầu mình mới bảo, ờ đúng rồi, mình không thể gọi là phủ nhận cái sự cố gắng và những cái mà mình đã làm. Mình không thể so sánh với một người mà họ đã bắt đầu cái hành trình đấy hàng thế kỷ, hàng thập kỷ hay thế kỷ nhỉ? Tức là chục hoặc là 20 năm, đúng không? Thập kỷ hay thế kỷ nhỉ? Ok, à, đúng rồi, thập kỷ, đấy. Mà thế kỷ, thậm chí có những người là thế kỷ người ta đã không còn tồn tại nữa, nhưng mà mình không thể gọi là từ mấy năm của mình hoặc là thậm chí là mấy chục năm của mình mà mình cứ nhìn họ và dùng họ là cái cây chiếu, mà mình phải thực sự là dùng cái giá trị cốt lõi của mình và dùng cái gì quan trọng với mình để làm cái cây chiếu và học hỏi từ họ, để từ đấy mình có thể thấy là à mình có thể làm cái gì đó tốt hơn theo cách của mình. Ok, quay lại câu chuyện đúng không, thì bây giờ bạn đã có những lúc bạn đã làm tốt rồi nhưng mà bạn kiểu như răng xé rồi là dần vật bạn, nhưng mà vẫn quằn quại như này, thì chính bởi vì bạn quá quằn quại và quá dần vật bạn cho nên bạn lại quay lại cái con người cũ của bạn. Bạn quên đi rằng cái con người mới của bạn nó đang được lớn lên rồi, bạn đã nuôi cái hạt mầm nó nhú lên rồi, nhưng bạn nghĩ là mãi không thành cái quả đúng không, thế là bạn đập một phát thế là ok, nghe nó hơi dã man, nhưng bạn có thể thấy đấy, nhiều lúc bạn đã cố gắng và bạn đã có những bước đi rồi, bạn trân trọng nó và bạn tiếp tục nuôi dưỡng thì nó sẽ lớn lên. Cái hạt mầm đấy nó cần thời gian hơn và nó cần được sự trân trọng và chăm sóc và công nhận, thì như vậy nó sẽ thành cái cây và thành hoa quả. Và bạn cũng vậy, thói quen của bạn, bạn đã làm, bạn đã có những bước đi, bạn đã bước được một cái quãng đường rồi, chúng ta hãy trân trọng quãng đường đó và chúng ta hãy để quãng đường đó được nhân bản tiếp theo. Chúng ta sẽ positive reinforcement, tức là chúng ta sẽ củng cố cái sự tích cực, cái sự cố gắng của bạn. Thì làm thế nào để làm điều đấy? Mình sẽ chia sẻ với bạn một cái cách mà mình thấy là nó rất hiệu quả cho mình và những người mà mình thường tương tác.
bạn có thể thử các cách khác nhau nhé. Nhưng cách này thì nó sẽ là mỗi một hôm bạn sẽ viết ra một điều mà bạn làm tốt, và bạn tưởng tượng là nếu sau một tuần thì bạn có 7 thứ có thể là giống nhau, không sao cả. Mỗi lần bạn viết nó là một lần bạn củng cố lại. À, hoặc là bạn có một cách tương tự, đúng không? Bạn có thể là mỗi một hôm bạn làm được cái thói quen mới đấy, bạn tặng bạn một cây cảnh chẳng hạn. Ui, ui, nếu thế thì rất là hay đấy. Nhà bạn chắc là có, không biết có chứa đủ hay không. À, nhưng mình có một người bạn cũng làm điều đấy, và cuối cùng cây nó bao phủ nhà bạn ấy, và bạn ấy biết đó là chính là những cái môi trường để bạn ấy nhớ rằng bạn ấy đang có phiên bản mới rồi. Thì có một cái ví dụ khác, nếu bạn thường xem bóng đá hoặc là bạn xem cái chương trình mà thể thao, bạn sẽ thấy là mỗi lần có người ta sút vào gôn, đúng không, người ta sẽ ê, hay là người ta nhảy lên, người ta cởi quần áo, rất là nhiều cách. Nhưng mà nó cũng gần giống với cái kỹ thuật mình vừa chia sẻ với bạn, đó là họ đang làm một cái việc positive reinforcement. Họ đang củng cố cái hành vi hay là cái hành động mà họ vừa làm để họ biết được đấy là điều tốt. Họ biến nó vào bên trong con người của họ, tức là vào từng tế bào, vào trái tim. Và như vậy thì mỗi lần trong cái bối cảnh tương tự, họ sẽ tiếp tục phát huy. Bạn cũng vậy, mỗi lần bạn nhìn thấy cái cây mà bạn mua về vì bạn đã thay đổi thói quen, bạn biết là à, bạn đang làm tốt. Mỗi lần bạn nhìn thấy cái quyển sổ mà bạn ghi lại những điều bạn làm tốt, bạn biết là bạn đang tạo ra phiên bản mới rồi đấy. Và bạn cho phép mình cảm ơn chính bạn, cảm ơn chính sự cố gắng của bạn. Và như vậy thì bạn sẽ trân trọng cái cây thói quen mới, cái con người mà bạn đang tạo ra mới, cái con người hành động và nói cảm ơn và tạm biệt với sự trì hoãn trong quá khứ. Như vậy thì bạn sẽ không ngừng hành động, sống, yêu thương và cho đi.